Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, 7 vị đại đế chí tôn, những nhân vật vĩ đại nhất của muôn đời, cùng nhau khai mở tiên lộ, con đường dẫn đến sự bất tử. Họ đánh tan mọi chướng ngại trên con đường này, từ thần điểu Chu Tước, trăm vạn thần ma cho đến ngàn vạn tiên linh, để tiến vào thế giới trường sinh phía sau cánh cửa hùng vĩ. Trong số 7 vị chí tôn này có những nhân vật đã sống từ thời đại thần thoại xa xưa, như Trường Sinh Thiên Tôn với Thanh Trường Sinh Kiếm, hay Thạch Hoàng với cây Đại Kích Thiên Hoang. Họ liều mạng đánh cược sinh mệnh của mình để tìm kiếm con đường thành tiên, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả hậu thế. Dù thành công hay thất bại, hành động của họ sẽ mãi mãi được ghi vào sử sách, trở thành một thiên chương rực rỡ nhất trong lịch sử. Bởi vì họ đã dám thách thức số phận, dám dấn thân vào con đường đầy hiểm nguy để theo đuổi giấc mơ trường sinh bất tử. Chuyển sang tập 511 của Già Thiên. Hùng quang sụp đổ, bị 7 đại chí tôn cường mãnh đánh nát, tiên quang xông thẳng lên trời cao xé rách 9 tầng trời 10 tầng đất, rung động nhân gian giới. Cả thế gian khiếp sợ. Thành lũy cổ bao la hùng vĩ trước con đường thành tiên bị công phá. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, thánh linh cùng nhau phát lực, liền đánh đi vào, tiến vào trong thành. Đầy trời đều là hào quang bay múa, trên cái khe lớn cùng với con đường thành tiên đều là hào quang, sáng lạng mà trong suốt, nhưng cũng thật khủng bố, một điểm sáng như vậy đủ để xuyên thủng đại thánh khó có đường sống. Đây là lực lượng pháp tắc chuyên để ngăn cản đại đế cổ, loại dao động này các nơi thiên hạ khác không thể gặp, nguy hiểm nhất. Đánh đi vào rồi. Thật sự sắp thành tiên rồi. Mọi người rung động, đều cả kinh kêu lên. Lần này có thể sẽ cải sửa lịch sử, hoàn toàn lật đổ ghi lại từ xưa đến nay về thành tiên. Đây chính là tới một kỷ nguyên mới, thành tiên không phải hư vô mờ mịt, 7 đại chí tôn cùng nhau thành công. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại hẳn cũng phải như thế. 7 người liên thủ còn có cái gì có thể ngăn cản họ được? Đều là người cường đại nhất từ xưa đến nay, một người xuất thể là có thể trấn áp hồng hoang vũ trụ, thống ngự vạn giới, thì càng đừng nói cả 7 người chung tay nhau ra tay. Đây là một thần tích, nhưng còn thật sự nghiêm túc nghĩ lại, cũng là lẽ đương nhiên. Hẳn phải như thế mới đúng. Rất nhiều người ở vực ngoại đều đang nghĩ như vậy, đồng thời kích động tới cực điểm. Thật sự thành tiên rồi. 7 đại chí tôn đánh ra một hy vọng, dùng bản thân luận tiên, mạnh mẽ đánh giết đi vào, khai mở một kỷ nguyên mới. Nhiều lão tu sĩ cao niên toàn thân đều đang run rẩy. Thọ nguyên của họ không còn nhiều, sắp tọa hóa. Chứng kiến hết thảy, cảm giác dường như chính mình đang xông vào tiên vực. Vực ngoại sôi trào, phát ra rất nhiều tiếng gào rống, tất cả tu sĩ đều kêu to, mặc dù người thành tiên không phải bọn hắn, nhưng ai nấy đều kích động. Đây là một loại hy vọng, thành tiên không phải là không có, làm cho người ta có mục tiêu để hướng tới. Cao hứng đều còn quá sớm. Đây chỉ mới là một cửa tiên quan mà thôi. Quá khứ cũng đã có người đánh đi vào, có lẽ trở ra mới là con đường mọc cánh thành tiên chân chính cũng nói không chừng. Đột nhiên, vang lên một giọng nói lạnh lùng, dập tắt rất nhiều nhiệt tĩnh và kích động của mọi người, làm bầu không khí nhiệt liệt này rất nhanh hạ nhiệt độ, mọi người đều ngẩn ngơ. Có chuẩn đế lên tiếng đưa ra phán đoán như vậy, trên con đường mọc cánh thành tiên có thể còn có biến cố. Ai biết con đường phía trước như thế nào, ai biết kết quả tiên lộ ra sao? Hết thảy đều đang tiếp tục chiến trên tiên lộ, thảm thiết có lẽ vừa mới bắt đầu. Ở trong một đạo hào quang đáng sợ nhất, cả tòa thần thành to lớn đều dập nát, bị 7 đại chí tôn bên trong xé rách, vô tận tiên quang mãnh liệt cuồn cuộn cuốn ra. Cuối cùng, hào quang lại bị các loại binh khí đế cắt đứt, không có lan ra ngoài tàn sát bừa bãi. Ở nơi đó đứng sừng sững 7 thân ảnh, quang huy màu vàng thánh khiết mang theo điểm điểm màu đỏ như là ánh nắng chiều chiếu rọi trên người họ, hoặc nhìn thực tráng lệ, lại có điếm thê lương bi ai. Con đường ở đâu? Có người quát lớn. Hùng quang bị họ dập nát, cự thành bị họ san bằng. Đây là pháp tắc tiên đạo biến thành không còn tồn tại nữa, mà không có con đường phía trước, con đường thành tiên đã bị cắt đứt. Mọi người đều trầm mặc, kết quả là công giả tràng sao. 7 đại chí tôn liên thủ, theo lý mà nói, không có gì không đánh phá được, hết thảy chướng ngại đều phải bị san bằng mới đúng. Nhưng, ngày nay đã không có gì ngăn cản, phía trước là một mảng hư vô, cái gì cũng không còn tồn tại, nếu muốn càn quét đều không được. Dù có một thân tu vi cái thế, lại không có đất dụng võ, tiên lộ từ đó biến mất không thấy. Vì sao lại như vậy? Chờ đợi đã muôn đời chỉ là công giả tràng sao?
Cái gọi là thành tiên cuối cùng chính là một âm mưu lớn nhất hay sao? Sao lại như thế? Ta không cam lòng. Không ai có thể chấp nhận kết quả này, tất cả chờ đợi, tất cả tâm huyết, phải trả giá thảm trọng nhất, kết quả lại là tất cả đều thành không, có thể nào không khiến người ta bi phẫn? Bong! Có tiếng chuông vang lên, là rõ ràng như thế, vang vọng trên con đường thành. Tiên, vang vọng trong vũ trụ, tất cả sinh linh đều nghe được, nhưng cảm nhận của mỗi người đều không giống nhau. Thân thể bảy đại chí tôn chấn động mãnh liệt, đây là chuông tan đánh lên vì họ hay sao? Cả đời cao chót vót, vô địch cái thế, thống ngự trên trời dưới đất, lại phải kết thúc như vậy sao? Trong lòng không cam lòng. Soạt. Đột nhiên, một luồng sáng mờ bay lên, ở cuối hư vô trống trải kia đột nhiên phát sáng, thế giới biến mất vừa rồi kia như có như không xuất hiện, có một lực lượng trường sinh hấp dẫn mọi người, nhưng lại như là cách một biến thế giới. Ánh mắt bảy đại chí tôn lập tức sáng lên, giống như ánh lửa rực rỡ chiếu sáng thiên cổ, làm cho chư thánh ở vực ngoại tất cả đều nhắm mắt lại, không dám nhìn vào. Nó vẫn còn, đang chìm nổi trong mơ hồ, chỉ là không có con đường đi tới. Phía trước đã không có đường, chúng ta phải tự mình đánh ra một con đường, tiếp tục tiên lộ. Bảy đại chí tôn lại ra tay, họ định vị tọa độ hư không, xác nhận đến tột cùng tiên vực ở chỗ nào, một kiện lại một kiện binh khí đế bay ra, xỏ xuyên qua con đường phía trước, trực tiếp đánh thẳng tới. Sát! Một trận chiến này, tác động tâm lý của mọi người, làm cho người ta quên hết gì khác, gần như hầu hết mọi người đều chờ mong họ thành công. Bởi vì hy vọng này là một loại chứng minh thành tiên có thể thực hiện, mà không phải là giả dối, có thể tạo một mục tiêu chân chính rõ ràng cho hậu nhân. Một con đường lớn rực rỡ hình thành, bảy đại chí tôn ra tay, từ phù văn đại đạo cấu trúc một con đường lớn vô thượng, nổi thẳng về phía phương xa, xỏ xuyên qua biến thế giới kia. Bảy người cùng nắm tay nhau mà đi, gần như chỉ trong nháy mắt liền tính toán chuẩn xác ra tiên vực ở nơi nào. Đó là một biến thế giới, vượt qua đó có lẽ chính là tiên. Trong biển là cái gì vậy? Ngay giờ khắc này, rất nhiều người cả kinh kêu lên, họ may mắn nhìn thấy bức họa này. Biến đó là hồng trần, là quá khứ, là tương lai mà mỗi người đều tự trải qua. Quá mức quỷ dị, nhìn vùng biển thế giới kia, rất nhiều cảm tưởng, vô số kể tạp niệm toàn bộ nảy lên trong lòng. Hồng trần luyện đạo sao, hay là luyện tâm, đây là đường nhỏ của ngươi. Quá khứ tính cái gì, thiên địa vạn vật, một ngọn cây một cọng cỏ đều trong lòng ta, mất đi, đều ở dưới chân của ta. Tương lai, lại có ngại gì, vạn giới chư thiên đều ép vào thân ta cũng không sợ. Bảy đại chí tôn phân biệt lên tiếng, mỗi người phong thái vô thượng, có một loại khí phách chỉ có ta độc tôn, hết thể dường như đều khó có thể ngăn cản họ nửa bước. Đây là chí tôn cổ đại, những đạo kia, những cảnh kia, ở trong các đại thánh xem ra, cả một đời đều không thể thoát ra được, cần dùng sinh mệnh để tìm hiểu, để thể nghiệm, để thông suốt, mà họ thì chỉ nhấc chân liền bước qua, chưa từng có từ trước đến nay. Thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ, mỗi người đều tài ba trác tuyệt. Vạn đạo chư thiên này, đủ loại khảo nghiệm và đau khổ khó khăn đối với họ mà nói đều như gà đất chó sành. Hiểm trở chân chính chỉ có một chính là tiên vực kia, các cảnh tượng vạn đạo khác cũng không thể làm dao động tâm tư của họ. Khó có thể ngăn cản cho dù là trong nháy mắt. Một đường đánh tới phía trước, cuối cùng tới điểm điểm mưa ánh sáng, họ đứng sừng sững trên một cổ lộ lớn, như là do đá xây thành, nhưng các loại tiên linh đều từng thấy qua, sao có thể nói rõ là thực hay là pháp tắc tiên đạo biến thành. Bảy đại chí tôn căn bản là không cần những điều này, thực cũng tốt, giả cũng thế, ở trong mắt họ chỉ có vùng tiên vực rộng lớn phía trước kia. Đầy trời đều là màn mưa ánh sáng, những cánh hoa trong suốt bay múa, hương thơm ập vào mũi. Tới đây, họ gặp được một tấm bia đứng sừng sững ở ven đường phía trước, cao ngất lấp trên bầu trời. Mặt trên tấm bia cổ chi khắc có một ký hiệu. Thế nhân không biết, không người nào có thể nhận ra, mà bảy đại chí tôn thì con ngươi khiếp người. Đây là tiên phù chỉ có họ mới có thể tiếp xúc và lĩnh hội được, cũng có thể xưng là tiên đạo. Tiên. Đơn giản mà trực tiếp sáng tỏ, trên tấm bia cũng chỉ có một chữ như vậy. Chúng ta cho rằng đúng, chúng ta đến đây, mấy người kia cho rằng sai lầm, còn đang ngủ đông, cuối cùng kết quả đều sắp công bố. Có chí tôn cổ đại nói ra một câu như vậy, làm cho mọi người khiếp sợ. Rõ ràng là còn có người chưa tới, còn có chí tôn cá biệt không có xuất thế. Ngay tại kiếp này, nhìn thử xem kết cục cuối cùng. Cùng với một tiếng trống to, kỳ lân trượng do Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành trước hết đánh tới trước, thông suốt cổ lộ này.
vô số thần ma, tiên linh ngã xuống, các loại hào quang bùng nổ. Ở cuối đường là một đôi cánh cửa, phía trên có chữ to máu chảy đầm đìa, đó khẳng định là máu đế, vẫn còn đang chảy xuống, như là vừa mới viết xong. Trên một cánh cửa viết, quá khứ. Trên cánh cửa kia viết, tương lai. Phía trên cùng còn có một tấm biển, mặt trên cũng là hai chữ, hiện tại. Bụi là mất sáng, hiểu đạo gặp tiên. Xuất hiện một lạc ấn cổ xưa, năm tháng quá mức dài lâu, cường đại như chí tôn cổ đại cũng đều cảm khái không biết đến tin tức phai mờ này. Cuối cùng, chỉ là trong khoảnh khắc có điều nghe thấy. Ở chung quanh, sương mù bắt đầu cuồn cuộn một màn mông lung mờ ảo, hỗn độn khí khuếch tán, làm cho nơi này càng ngày càng thần bí, mấy chữ to máu chảy đầm đìa nhìn thấy ghê người. Mà ở phía sau cánh cửa này như là có thể chạm tới tiên vực, mơ hồ nghe được tiếng chân long rít gào, tiên phượng kêu to, hình như có một tiên giới rộng lớn. Bảy đại chí tôn xông tới. Xông qua có lẽ chính là tiên. Ầm ầm một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo đánh bật toàn bộ bảy người bay ra ngoài, không thể thông qua, tiên đạo pháp tắc đang vào, làm cho cánh cửa này bền vững không thể lay chuyển. Bảy đại chí tôn tất cả đều ra tay, nhưng lại phát sinh chuyện đáng sợ, tất cả lực công kích toàn bộ bị cản trở, quay về đánh ngược lại mỗi người họ. Liên thủ vô dụng. Cử Hà phi thăng, mọc cánh thành tiên cần nhờ chính bản thân họ, mà cũng không phải là bảy đại chí tôn chung sức đánh. Địa phương này đã xảy ra công kích kinh thiên động địa, hào quang chiếu sáng muôn đời, nếu không có cố ý khống chế, tất nhiên đã làm cho Bắc Đẩu tinh vực hoàn toàn thành tro. Công kích của họ toàn bộ tập trung vào cánh cửa kia, đều tự tấn công, chứng tiên đạo của chính mình, phải từ đó phi tiên. Có thể nào buông bỏ? Đây là một cửa cuối cùng, nếu xông qua được có lẽ có thể thành tiên, khai mở dòng lịch sử, tạo ra một thần tích xưa nay chưa từng có. Gần trong gang tấc, tất cả chí tôn đều ra tay, đánh tới cuồng bạo, làm cho nơi này đang vào trở thành pháp tắc hoàng đạo, để chống lại những pháp tắc tiên quan kia, tấn công mãnh liệt. Mở ra pháp trận, dung hợp vạn đạo làm một, tấn công cửa này. Trường Sinh Thiên Tôn hét lớn. Sáu vị chí tôn cổ đại khác cũng đều gật đầu, trống động núi sông. Ở biên hoang vũ trụ xa xôi đều cảm ứng được khí tức của họ, khắp tinh không đều sợ rung lên. Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang năm khối đại lục này tất cả đều phát sáng, hóa thành ngũ sắc tế đàn, sau đó lại diễn biến, trở thành một tòa pháp trận thật lớn, hấp dẫn lực lượng của vạn giới chư thiên, ngưng tụ thành tia sáng rực rỡ mà đến. Mọi người hoảng sợ, Bắc Đẩu tinh vực này là hình thành như thế nào, là người bày ra, chỉ vì kiếp này mà tồn tại hay sao? Giờ khắc này, vạn giới chư thiên đều rung rẩy, các vực vũ trụ tất cả đều rung chuyển lên. Cùng lúc đó, Thánh Nhai cũng phát sáng, mà Vô Thủy Chung cũng kêu vang. Mà cùng lúc đó, trong Đại Lôi Âm Tự Tây Mạc cũng Phật quang chiếu khắp nơi, quá khứ, hiện tại, tương lai sáng rực, chiếu sáng lên luân hồi. Năm khối đại lục phát sáng, ngưng tụ lực lượng của Hồng Hoang vũ trụ, hấp dẫn mảnh nhỏ đại đạo và tinh khí bát phương, tạo thành một tiên trận mênh mông, rồi sau đó bộc phát ra tia sáng ngập trời, đánh tới hướng con đường thành tiên, tấn công vào cánh cửa kia. Đây là một loại đại công kích khủng bố, vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, đủ để chấn nhiếp thế gian. Thần lực như vậy có thể uy hiếp đến đại đế. Đây là một tòa pháp trận không gì sánh nổi. Có người từng suy đoán, đây là pháp trận có thể cả thế gian phi tiên. Diệp Phàm cũng từng hoài nghi, nó có liên quan với thành tiên. Ngày hôm nay nó sống lại, lần đầu tiên bạo động, không ngờ lại bày ra một mặt mang tính công kích. Ầm một tiếng, chùm tia sáng thật lớn kia đánh vào cánh cửa bao phủ trong hỗn độn. Va chạm bùng phát ra một màn mưa ánh sáng sáng lạn, địa phương này trời sụp đất nứt, rồi lan rộng ra hướng cực xa. Mọi người đều khiếp sợ, cái khe ở Nam vực vẫn lan tràn ra tới vực ngoại, xé mở rất nhiều tinh tú, nuốt sống rất nhiều đại tinh, quá mức khủng bố. Mà sinh mệnh cổ địa Bắc Đẩu kia vẫn không hề bị tiêu diệt, bởi vì có pháp trận đại đế thủ hộ, các nơi đều có một đạo lại một đạo hào quang bốc hơi lên, bảo vệ toàn bộ. Sát! Bảy đại chí tôn rống to, lúc này họ cũng vung lên binh khí đế, tiến hành công phạt, đánh vào cánh cửa kia, muốn xem rõ một kết quả cuối cùng, kiếp này cũng nên kết thúc. Đủ loại binh khí hoàng đạo bay múa, dập nát càn khôn, ập vào đôi cánh cửa đá, phát ra các loại âm thanh tụng kinh đinh tai nhức óc. Ầm! Trời rung đất chuyển, cánh cửa xuất hiện vết rạn nứt, ngay khoảnh khắc rộng mở, nhưng cuối cùng lại một lần đóng chặt lại như trước không có ngã xuống. Bụi làm mất sáng, hiểu đạo gặp tiên.
tám chữ lại hóa thành lạc ấn, quanh quẩn ở chỗ này, tuy rằng thực mỏng manh như sắp tan đi, nhưng lại là tồn tại chân thật. Chúng ta còn cần ngươi tới thuyết giáo ư? Thạch Hoàng hét lớn, cầm cây đại kích màu đen trong tay, vận dụng thần lực cái thế của hắn bổ thẳng xuống. Keng! Thiên Hoang đại kích bay tung lên, bộc phát ra đám đám đốm lửa, mỗi một đốm lửa nhằm về phía vực ngoại, đều dập tắt mấy chục viên tinh tú, khủng bố tới cực hạn. Thương tiếc chúng sinh ư? Điều đó không có liên quan tới hắn, hắn từng là một trong những kẻ phía sau màn phát động hắc ám náo động lớn nhất, huyết tẩy chư thiên, chỉ là để chờ đợi kiếp này tới thêm tiện lợi hơn. Cánh cửa này không phá mở ra được, cường đại như thiên tôn cổ, đế với hoàng cũng thực cố hết sức, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không làm cho nó nhúc nhích. Năm khối đại lục vẫn như cũ phát sáng, tuy nhiên lần này tia sáng tấn công đến có hơi khác trước. Chùm tia sáng ngũ hành nghịch chuyển, trở thành một mảng hỗn độn, dung hợp các loại mảnh nhỏ đại đạo, hợp nhất vạn đạo. Hơn nửa giờ khắc này, làm cho đại đạo của bảy đại chí tôn có xu thế hóa thành một, trở thành hợp lực chân chính công kích vào cánh cửa kia. Trước đây, họ không thể cùng nhau công kích, chỉ có thể tiến hành từng người. Bởi vì bài xích lẫn nhau, không hợp nhau, mãi đến giờ phút này mới xem như chân chính liên thủ, cùng đánh vào cánh cửa. Đây là một hồi công kích trời sụp đất nứt, kỳ lân trượng màu lam, trường sinh kiếm rực rỡ, cùng với thiên hoang kích tối đen đủ các binh khí đế, toàn bộ bùng nổ. Bảy vị đế ra tay chấn động hoàng vũ. Trên thế gian này, nếu bảy vị chí tôn thực sự có thể liên thủ, vốn không có con đường nào không đánh thông, không có chướng ngại nào không sang bằng. Năm tòa đại lục ngưng kết thành tia sáng đặc biệt, thực hiện vạn đạo hợp nhất, đạo của họ dường như dung hợp lại cùng nhau. Năm đó, tòa đại trận này làm cho các tộc trả giá bằng tâm huyết không nhỏ. Sau khi hỗn độn thể chân chính ngã xuống, được thiên tôn vô lượng tế luyện, rồi sau đó trải qua thế nhân thêm vào xây thành. Trường sinh thiên tôn nói, giờ khắc này, chùm tia sáng của bảy đại chí tôn ngưng kết cùng một chỗ, lập tức liền xuyên thủng cánh cửa đá này, làm cho nó dập nát. Cái gì quá khứ, cái gì hiện tại, cái gì tương lai, tất cả đều hóa thành bột mịn. Cường giả chí cao vô thượng cấp đại đế, không cần những người khác thuyết giáo, cũng không có người nào có thể làm thầy họ, cứ như thế trực tiếp đánh đi vào, phải xông vào bên trong tiên vực. Ở vực ngoại, mọi người đều rung động, tất cả đều nói không ra lời. Không ngờ phải cần tới bảy đại chí tôn ra tay, mới mở ra cánh cửa kia. Khó trách quá khứ một vài chí tôn cuối cùng phải ngã xuống, máu tươi nhuộm đẫm tiên lộ. Cánh cửa này quá khó khăn, không đánh mở ra được. Kết quả kiếp này đã làm được, họ thành công đánh giết đi vào. Chẳng lẽ họ đúng, còn ta sai lầm rồi sao? Trong cổ quán Thái Sơ, có người nói nhỏ, chứng tỏ còn có người chưa từng xuất thể. Sát! Bảy đại chí tôn mượn dùng pháp trận, phá hủy tiên môn, trực tiếp đánh đi vào. Tới nơi này rồi phía sau dường như đã nhìn thấy là một tiên giới rộng lớn, trong mơ hồ thấy được một vùng sinh cơ bừng bừng. Có một loại khí tức tràn ngập mà đến, dường như có thể làm chậm lại mục nát ở chỗ sâu trong thân thể họ, có thể giúp họ kéo dài sinh mệnh. Đối với nhân vật cấp số này mà nói, đó là cái gì? Cũng chỉ là một thứ gì đó có liên quan với tiên. Cuối tiên lộ là một cái hang động hỗn độn. Rốt cục, họ đi tới cuối đường, không còn đường để đi nữa, hết thảy đều phải kết thúc tại đây. Huyết khí lượn lờ che phủ cổ động ở phía trước, tràn ngập ra sương mù hỗn độn, thần bí khó lường. Xông vào hay là không? Đã không có lựa chọn khác. Kiếp này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Chư vị, nhưng còn có tâm sự chưa xong ư? Nhảy vào chính là khác biệt giữa cái sống và chết, có thể là tiên cũng có thể là muôn đời thành công không, từ đó kết thúc. Trường sinh thiên tôn nói, ở đây với hắn là tồn tại 5 tháng dài lâu nhất, trên gương mặt nhăn nhúm màu đồng cổ tràn ngập vẻ lạnh lùng, không có một chút biểu tình đáng nói, sợi tóc dài xám trắng tung bay nói toạt ra. Ha ha! Thạch Hoàng cười to, trên mặt tràn ngập vẻ ác nghiệt, nói, kiếp này ta là để thành tiên mà đến, cái chết với ta không quan hệ, bất kể như thế nào ta đều phải sống. Xông vào đi! Một vị chí tôn cổ đại khác chỉ có 3 chữ như vậy, thái độ kiên quyết, không có một chút do dự, là người thứ nhất hành động, đi nhanh tới trước hang động hỗn độn. Kỳ lân cổ hoàng oai hùng vĩ ngạn, mái tóc dày rậm tung bay, con ngươi vô cùng sâu sắc, hắn lại trực tiếp nhất không phát một lời, trực tiếp nhảy vọt tới, cầm trong tay thần trượng lam kim, phóng vào trong động. Những người khác thấy thế, tự nhiên không chịu lạc hậu.
tồn tại cấp số này cùng xuất thế, tới rồi hiện tại, tất cả đều là đường đường chính chính, không chỗ nào sợ hãi, mục tiêu chỉ có một, không cần băn khoăn. Một người lại một người, cuối cùng Thạch Hoàng và Trường Sinh Thiên Tôn cũng đều phóng người vào, chìm sâu trong sương mù hỗn độn, biến mất trên đường phía trước. Đến tận đây, ở bên ngoài cũng không còn có người nào có thể cảm nhận được khí cơ của họ. Dù là tồn tại trong cổ quán Thái Sơ, dù là người khổng lồ toàn thân bộ lông màu vàng trong cấm địa Thái Cổ cũng không được, rốt cuộc không ai thăm dò biết được. Hang động này quá mức thần bí, ngăn cách hết thảy, không thể tra xét, làm như ở một giới khác cách xa thiên địa. Bảy đại chí tôn biến mất, từ đó không còn một tiếng động. Ở vực ngoại, thời gian tĩnh lặng rất lâu, chờ đợi thật lâu, vẫn không có người nào nói chuyện, mọi người đều khẩn trương tới cực hạn, đều chờ đợi kết quả. Nhưng, theo thời gian trôi qua, nơi đó vẫn như cũ không có một chút động tĩnh, hết thảy đều tĩnh lặng như thường. Chỉ có điều cái khe lớn tiên lộ lan tràn đến vực ngoại, càng thêm khủng bố. Họ thành công rồi sao? Bảy vị chí tôn cổ đại sống lại trở về đã thành tiên rồi sao? Vực ngoại sôi trào. Mọi người rốt cuộc không kìm nổi, chờ đợi đến muôn đời rốt cuộc có kết quả rồi sao? Những người này tất cả đều thành công đánh đi vào, cứ như vậy kết thúc. Thành công. Rất nhiều người tin tưởng tất nhiên là thành công. Cửa ải khó nhất bảy đại chí tôn liên thủ còn ở trước mặt, cũng đều như gà đất chó sành bình thường, căn bản là không ngăn được bước chân của họ. Nhưng mà, thành công như vậy lại luôn làm cho mọi người cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, quá bình tĩnh, không có một chút bao la hùng vĩ và bàn bạc khi thành tiên. Trong mắt thế nhân xem ra, cử hà phi thăng, mọc cánh thành tiên, đó mới là chân chính thành tiên, cảnh tượng tường hòa như vậy mới có thể chấn động thế gian, làm người ta khát khao và kính sợ. Có lẽ, đây chính là thành tiên, bình thường không có gì kỳ lạ, trong bình thản phi tiên mà đi. Ai ai cũng chưa từng nhìn thấy tiên, lại càng không biết được vũ hóa đăng thiên môn là như thế nào, đây có lẽ chính là chân tướng, là kết quả cuối cùng. Có chuẩn đế tự nói, dĩ nhiên rất hướng tới, nhưng cũng do dự, có nên hay không đi theo họ vào. Dù sao, cánh cửa tiên môn kia bị phá mở ra rồi, còn chưa khép lại. Đây có lẽ chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng trong lòng họ vẫn còn bất an, có chút chần chờ. Về phần một ít lão nhân sinh mệnh không còn nhiều thì không có gì lựa chọn, chí tôn ở phía trước họ còn lo lắng cái gì. Tranh thủ xông vào, đi theo ở phía sau là thượng sách. Lần này, một đám lão tu sĩ hóa thành một mảng cầu vồng phóng vọt tới. Thế nhưng còn chưa tới gần, họ liền kêu lên thảm thiết, phía trước là vô tận hư ảnh thần ma, có pháp tắc tiên linh xuất hiện. Đây là một màn thảm kịch, là một cảnh tượng bi thiết, một hạt mưa ánh sáng là đủ xuyên thủng một mảng người. Cho dù là đại thánh cũng không được, chỉ có thể uổng mạng. Càng không nói đến là màn mưa ánh sáng đầy trời. Trên con đường thành tiên không chấp nhận kẻ yếu, bất kể là quá khứ hay hiện tại, không đạt tới cấp số kia, căn bản là không có tư cách tới gần. Họ thành công rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta sai lầm rồi, chính là kiếp này? Cổ quán Thái Sơ có người lẩm bẩm nói, khí tức ồ, đây là dấu hiệu phải sống lại đến tuyệt đỉnh. Ngoài ra, trong thần khư cũng có người gầm nhẹ một trận, chấn động càn khôn. Theo thời gian trôi qua, cái khe lớn tiên vực đang chậm rãi khép kín, rồi lại bắt đầu biến mất. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, sắp qua đi, kiếp này lại phải kết thúc rồi. Đã vậy còn quá mau, vượt qua dự liệu của mọi người. Chính là giờ khắc này. Có người quát to. Người trong cấm địa sinh mệnh chưa từng nhích động giờ xuất động. Giờ khắc này, bốn thân ảnh đến từ phương hướng bất đồng, hóa thành một luồng sát quang xông thẳng lên trời cao, đánh vào trong tiên lộ, khép kín cổ lộ ngăn chặn nó đứt đoạn. Rốt cuộc vẫn là xuất thể, các chủ nhân cấm địa sinh mệnh không nghĩ bỏ qua con đường thành tiên ở kiếp này. Những người này từng cho rằng, kiếp này sai lầm rồi, thời gian còn chưa tới, nhưng cuối cùng họ dao động, biến đổi chủ ý. Bốn thân ảnh, bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản, giết chết tới mấy trăm vạn thần ma, chém vô số tiên linh, dập nát hết thảy pháp tắc tiên đạo, đội màn mưa ánh sáng như mọc cánh thành tiên, phóng vọt vào tiên môn bị phá mở kia, nhảy vọt vào, đồng dạng chìm sâu vào trong cổ động hỗn độn. Đột nhiên, ngay giờ khắc này hồng hoang vũ trụ đều rung lên, trong thiên địa tràn ra từng đợt tiên khí, thần bí khó lường, khiến trong lòng mọi người đều run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Muốn cả thế gian phi tiên sao? Các ngươi xem kia, miệng cổ động đang phát sáng, màn mưa ánh sáng phi tiên đang lao ra.
ta có một loại dự cảm, vũ trụ này sắp sinh ra biến cố lớn nhất xưa nay, toàn thân ta đều đang run rẩy, không tự chủ được. Một vị lão đại thánh, không còn sống mấy ngày nữa, trước khi sắp chết mơ hồ nhìn thấy được một góc tương lai. Thế giới này làm sao vậy, không biết vì sao khiến ta phát lạnh, toàn thân lông tóc dựng đứng, sắp phát sinh chuyện gì vậy? Một vị chuẩn đế bỗng nhiên kinh sợ kêu lên. Chẳng lẽ tình thế hỗn loạn lớn nhất xưa nay là giờ khắc này đây sao? Thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời đại hoang cổ, họ vào đó đã làm chuyện gì? Ta có cảm giác phiến vũ trụ này tràn ngập một loại khí cơ không biết rõ, nói không nên lời. Trong vũ trụ sinh ra một loại khí cơ không thể nói ra được, chuẩn đế kinh sợ, mà lão đại thánh sắp sửa tọa hóa cũng lòng sinh cảm ứng, phi thường bất an, cảm giác thế giới này bất đồng, sắp có một hồi đại biến, bọn họ dường như thấy được một góc tương lai. Rốt cuộc làm sao vậy, sẽ phát sinh cái gì đây? Chẳng lẽ nói chí tôn cổ đại đi vào sau đó ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới, sắp sửa phát sinh biến cố không thể đoán trước. Cả thế gian đều kinh sợ, không chỉ chí cường giả, chính là tu sĩ bình thường giờ khắc này cũng cảm thấy được không thích hợp. Từng đợt tiên khí bốc lên, từ trong cái khe lớn kia tràn ra, luôn có cảm giác như sắp phát sinh chuyện không tốt. Nhưng nơi đó mặt ngoài vẫn yên ả, trước sau đi vào hai nhóm chí tôn, không có một chút động tĩnh, như là trâu đất xuống biếng. Phi tiên quá mức bình thản như vậy, không một điểm gợn sóng, làm cho người ta có cảm giác không đúng thực. Cũng không biết qua bao lâu, cái khe lớn tiên lộ đang khép lại, không ngừng khép lại. Kiếp này thật sự phải hoàn toàn kết thúc, từ đó hạ xuống màn che. Nhưng mà, ngay tại thời khắc cuối cùng này, truyền ra một tiếng nổ vang trời sụp đất nứt, cả tiên lộ vỡ nát, rồi sau đó lại bắt đầu lan rộng. Tất cả nguyên nhân này hết thảy đều chính vì trong hang động hỗn độn kia nổ tung, bay ra một thân ảnh, ngăn trở hết thảy, tạo ra khe hở tối đen cực lớn. Người này toàn thân phát sáng, có được một lực lượng chí cường, từ trên người hắn bay ra màn ánh sáng đầy trời, như là một mảnh lại một mảnh tinh tú, rực rỡ mà sáng lạn, vô cùng đẹp mắt. Tiên, đây là tiên sao? Mọi người rung động, cái gọi là cử hà phi thăng, ba ngày phi tiên chẳng qua cũng thế này thôi. Đây đúng là cảnh tượng thành tiên trong tưởng tượng của mọi người. Nơi đó quá mức chói mắt, tất cả màn ánh sáng đều tấn công lan tràn ra khắp lục hợp bát hoang. So với tinh tú của vạn giới chư thiên nổ tung còn sáng lạn hơn, xinh đẹp tới cực hạn, đáng sợ tới cực điểm. À, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thương, vị tiên kia đang gào thét, thanh âm thê lương, phi thường khủng bố, chấn nhiếp khắp vũ trụ, mọi người cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng. Giờ khắc này, ở phụ cận Đông Hoang, một số trận văn đại đế đều vỡ nát, không ngăn chống được âm ba của hắn. Thật trúng động lòng người. Cấm địa Thái Cổ, Tử Sơn, Tu Di Sơn, Cơ Gia, Khương Gia các nơi nhanh chóng lao ra vô số phù văn đại đạo, cuối cùng chặn lại được dao động này. Bằng không sinh mệnh cổ địa Bắc Đẩu tinh vực này tất nhiên phải vỡ vụn, trong tiếng rống to này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là cái gì? Mọi người đều kinh sợ, hiển nhiên trong hang động hỗn độn đã xảy ra dị biến. Đây cũng không phải là khí tường hòa, lại càng không phải tiên giáng thế, đây là một vị chí tôn cổ đại đi ra. Trời à! Trong hang động hỗn độn kia xảy ra chuyện gì? Vì sao làm cho chí tôn cổ đại trở thành bộ dáng này? Dường như là sắp hóa đạo, màn ánh sáng vô tận kia là mệnh nguyên của họ đang tiêu vong sao? Sinh mệnh của hắn đi tới chung điếm rồi, cả đời này phải kết thúc, tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Mọi người nhận ra, đó là một vị chí tôn cổ đại, không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn từ trong hang động hỗn độn lui ra, gào rống thảm thiết như vậy, làm cho tim mọi người đều đập mạnh. Màn ánh sáng bay hết lộ ra toàn thân hắn máu thịt bầy nhầy, những giọt máu trong suốt rơi xuống đất như là từng viên hạt châu hồng ngọc trong sáng, xương trắng đều lộ ra ngoài sáng lấp lánh. Đây là loại lực lượng như thế nào mà lại làm cho hắn thành ra bộ dáng như vậy, quá mức rung động lòng người. Kiếp này, cũng đúng, cũng sai, dĩ nhiên là như vậy, có hy vọng, cũng khiến người ta tuyệt vọng. Thanh âm của vị chí tôn cổ đại này trầm thấp, lời nói tràn ngập bi thương. Chờ đợi tới muôn đời không ngờ lại là kết quả này. Cuối cùng là kết quả không thể thành tiên, là một loại tâm trạng xót xa biết bao. Không chỉ nói là chính hắn, dù là người ngoài cuộc, chỉ nhìn thấy kết quả này đã cảm thấy bi ai thay cho hắn. Quá mức đáng tiếc, phải trả cái giá thảm trọng như vậy, đi đến cuối lại là công giả tràng. Đã xảy ra chuyện gì? Trong cả gầm trời này, tất cả chuẩn đế đều khiếp sợ, từng người đều lông tơ dựng thẳng, mỗi người đều tâm thần không yên,
cảm giác được khủng bố. Nhóm người thứ nhất cộng tất cả 7 vị chí tôn đi vào, còn có cái gì không đánh phá được, vì sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Theo lý mà nói tất nhiên phải thành tiên, không có người nào có thể ngăn cản bước chân của họ. Nhưng, trên thực tế lại không phải như vậy, vị chí tôn cổ đại này kết thúc trong bi kịch. Đây hiển nhiên là gặp phải chuyện không thể tưởng tượng, kết quả mới hỏng bét như thế. Một chân bước tới cửa, nhưng ta không còn cường thịnh như xưa nữa, bằng không kiếp này nhất định phải thành tiên. Hắn lớn tiếng gào thét. Vốn là một vị chí tôn cơ trí cao tuyệt, mà lúc này bởi vì thất vọng cực độ, mà trở nên có chút tinh thần sa sút, bộ dáng so với ngày thường khác biệt một trời một vực. Hắn mất đi cái loại khí thế vạn vật thiên địa đều nằm trong bàn tay ta, có chăng chỉ là không cam lòng và tuyệt vọng. Các chí tôn khác không có đi ra, chẳng lẽ nói đều đã thành tiên? Có người kinh hãi nói. Đúng lúc đó, trong hang động hỗn độn lại vang lên một tiếng nổ, máu tươi văng khắp nơi, ướt át tươi đẹp chói mắt, khiến lòng người đều run rẩy, lỗ chân lông toàn thân giống như bị kim đâm. Máu đỏ tươi như là hồng ngọc bắn ra, từ trong hang động hỗn độn kia vãi lên như sương mù tràn ngập, cùng mảnh xương trắng óng ánh rơi xuống, nhìn thấy mà ghê người. Đây là một loại cảnh tượng như thế nào? Chí tôn cổ đại tan nát. Quá mức rung động lòng người, ai từng thấy tận mắt? Lại có mấy người nghe nói qua. Đó chính là thiên tôn của thời đại thần thoại, hoàng của thái cổ, đại đế của thời hoang cổ, là những người cường đại nhất từ trước tới nay, nhưng lại ngã xuống một vị như vậy. Sao có thể như thế? Như thế nào như thế? Mọi người đều không tin, khó có thể chấp nhận chuyện này là thực, quá mức tàn khốc. Mọi người đều nghĩ rằng, những chí tôn cổ đại này đã chờ đợi muôn đời, rốt cục phải thành tiên, là mang đến hy vọng cho người đời sau, nghiệm chứng thành tiên là chuyện có thể làm được, chứ không phải một loại hư vô giả tưởng. Thế nhưng sự thật lại là máu chảy đầm đìa như vậy, làm cho lòng người sụp đổ, có một loại bi ai, đó là một nhân vật cấp đại đế cổ, từng thống ngự vạn giới chư thiên, khắp vũ trụ hồng hoang đều phủ phục ở dưới chân họ. Là vô địch cái thế mà lại kết thúc bi thương như thế này. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng, làm cho mọi người không muốn chấp nhận. Lại là một tiếng rống to, chí tôn vị thứ ba vọt ra, toàn thân đẫm máu, ở nơi đó lão đảo sắp ngã xuống, tiếng gào bi thương vang vọng trên trời dưới đất. Vì sao lại như vậy, giúp nhân quả muôn đời, nghịch năm tháng muôn đời, chỉ vì kiếp này. Đạo của ta, con đường của ta ở phương nào? Chí tôn bi thương hỏi trời đất, là tuyệt vọng như thế. Họ đều từng là một chủ nhân của một thời đại thiên địa, là người cường đại nhất xưa nay, vần hào quang rực rỡ bao năm tháng, chiếu rọi cả bộ cổ sử. Thế mà tới cuối cùng thật đáng buồn đáng tiếc như vậy, theo đuổi cả đời kết quả chung quy là công giả tràng. Trên trời dưới đất, chỉ có ta độc tôn. Lại truyền ra một thanh âm già nua. Không còn nhiều năm tháng, muốn đấu tranh với ông trời nhưng thất bại rồi. Chung quy bị đánh bại, không thể thành tiên. Trải qua tang thương muôn đời, còn có thể nói gì thêm nữa? Trên con đường thành tiên, ta nghe tiếng ca mai táng chính mình, cắt đứt tiễn đưa giấc mộng muôn đời. Vị chí tôn cổ đại thứ năm xuất hiện, mang theo vô tận bi thương với ai oán, nghe vào tai khiến lòng người có thê lương có chua xót. Ta không cam lòng. Không ngờ là kết cục này. Sai lầm rồi sao, đúng rồi sao? Nếu ai thành đạo ở kiếp này, chính là tiên. Không có đúng, cũng không có sai, chỉ là chính chúng ta sinh ra lầm niên đại mà thôi. Có lẽ cũng có thể nói, chúng ta hẳn không nên đi truy tìm thành tiên. Ha ha ha. Chí tôn cực kỳ bi ai, tiếng ai oán kêu gào vang vọng thiên địa, thức tỉnh hậu nhân. Đây là con đường thành tiên đã kết thúc sao? Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong đó? Đây là nghi vấn mọi người đều muốn biết. Người chờ đợi, các ngươi cũng sai lầm rồi. Kiếp này không tính là đúng, cũng không tính là sai. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chỉ là còn thiếu một người chính xác mà thôi. Các chí tôn đi vào có hai người đẫm máu, nổ tung ngay miệng hang động hỗn độn, máu chảy đầm đìa, đỏ tươi kinh người. Không phải là họ yếu hơn so với người khác, mà là tuổi tác quá già rồi, chung quy là tới lúc tuổi già, cuối cùng không kiên trì được. Kết cục này thực thảm thiết, đi ra mấy người, mà còn có người ở bên trong, sinh tử không biết. Kiếp này làm cho người ta bi ai, kiếp này làm cho người ta không cam lòng, kiếp này làm cho người ta đau thương và ai oán. Một tiếng nổ, cấm địa thái cổ nổ tung,
Đôi cửa đá thật lớn kia rộng mở, một nữ nhân áo trắng phong tư tuyệt đại xuất hiện, tay áo phần phật mờ ảo như tiên, trông lại hướng bên này lại muốn ra tay. Mà nam nhân hùng vĩ toàn thân đều là bộ lông màu vàng kia, cũng dựng thân ở cách đó không xa, cùng với nàng tiến thối, nhất trí cùng mục tiêu. A-di-đà Phật. Ở Tây Mạc xa xôi, một tiếng Phật hiệu vang vọng thiên địa, khắp Tây Thổ Phật quang chiếu sáng rừng rực, nhất là Tu Di Sơn, vạn đạo hào quang lưu chuyển, đại đạo ù, trấn áp khắp thế gian. Tu Di Sơn nối thẳng lên vòng trời, như là có thể ngăn cách thiên nhân hai giới, lúc này đại lôi âm tự ở trên đó phát sáng, phát ra tiếng Phật hiệu thật lớn, sau đó vang lên tiếng tụng kinh. Bông. Đồng thời ngay lúc đó, ở Bắc Vực vang lên một tiếng chuông, chấn động vũ trụ hồng hoang, vô thủy chung ngân vang, giờ khắc này dường như nó hoàn toàn sống lại. Đây là chuyện gì vậy? Ở Bắc Đẩu Tinh Vực, ba địa phương này đều cực kỳ thần bí, người thường không thể thăm dò biết được. Hôm nay tất cả đều phát sáng, mà lại là hào quang vô cùng tận, không yếu kém chút nào so với khí tức trong cái khe lớn tiên vực. À, không. Vô thủy ngươi đừng đối xử với ta như vậy. Trước hết có điều hành động, trước hết phát ra âm thanh không phải là ba địa phương kia, mà là Thánh Nhai. Nơi đó hào quang xông thẳng lên trời cao, khí tức quán cổ tuyệt kim, một đạo thần bản rực rỡ lóa mắt, đang rất nhanh buông lỏng, rồi sau đó từ trên ngọn núi nguy nga cao nhất thoát ra hạ xuống. Mà ngay sau đó, cộng tất cả 365 đạo phù triện bay lên, rồi nổ tung, hóa thành 365 đạo tiên quang chìm sâu vào trong bản, làm cho nó càng sáng lạng hơn, chói sáng làm cho người ta không mở hai mắt ra được. Không, không cần. Bên trong Thánh Nhai truyền ra tiếng trống to, nhưng lại không thay đổi được gì. Thánh Nhai vỡ ra, một khối tiên nguyên thật lớn xuất thế phát vạn đạo khí tường hòa, vạn tia sáng. Nơi đó có nguyên thần đang giãy giụa, tiếp theo lại một cổ quan tài đá bay ra, trong đó tán một khối thân thể, là một cái lão đạo nhân. Cái gì, thân thể của ta vẫn còn tại thế, gần trong gang tấc mà. Bất tử đạo nhân tràn ngập hối với hận, nguyên thần bị cắt thành mấy bộ phận đều đang giãy giụa. Ông! Phong thần bản phát sáng, cuồn cuộn nổi lên mấy bộ phận nguyên thần, sau đó mang theo cổ thi thể kia, trực tiếp hóa thành một luồng cầu vồng bất hủ, nhảy vào trong tiên lộ, thần quang chiếu rọi vô cùng cái thế, xuyên qua cửa hang động hỗn độn kia. Đó là phong thần bản của Vô Thủy Đại Đế lưu lại, hắn còn sống. Bong! Một tiếng chuông vang lên, tử sơn vỡ ra, địa phương ở thời đại Thái Cổ được gọi là Cổ Hoàng Sơn có thể gần với thần linh này vỡ nát tan tành, một cái chuông lớn bay ra, hỗn độn khí bốc lên, bay thẳng tới hướng Nam Vực. 8 vạn năm trôi qua, Vô Thủy Chung một lần nữa chấn động thế gian. Một lần nữa nó xuất thế hiển hóa ở nhân gian giới. Vô Thủy Đại Đế hắn cũng ra tay rồi. Thật sự còn sống hay sao? Tiên nguyên vỡ nát, nguyên thần giãy giụa, tản ra hào quang bốn phía. Thi thể đạo nhân rung chuyển, thân thể như là từ ức vạn tinh tú tạo thành, từ không khí trầm lặng mà trở nên vô cùng sáng lạng. Phong thần đảng bao vây lấy hết thảy, cứ trực tiếp chìm sâu vào trong hang động hỗn độn, rúng động lòng người. Không. Bất tử đạo nhân phát ra tiếng gầm phẫn nộ cuối cùng, thanh âm của hắn từ đó ảm đạm xuống. Ở trong phong thần bản cộng tất cả 365 cái phù triện phát sáng, cùng nhau trấn áp giam cầm của thi thể cổ xưa với hắn, tống vào trong hang động phi tiên làm cho hắn tuyệt vọng. Cả thế gian khiếp sợ. Quá mức rung động, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên là không hổ danh. Đạo nhân này tuyệt đối là một người vô địch cái thế, mà lại bị hắn huyết tế, trở thành cái gì? Xem là trấn ma thạch, hay là tế phẩm, cứ như vậy bị tống vào hang động thành tiên. Bất tử đạo nhân này, năm đó là một trong những kẻ phía sau màn phát động hắc ám náo động, một nguyên nhân gây nên đại họa, không thể tưởng được lại là kết thúc như vậy. Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều lão đại thánh ở vực ngoại sợ run. Vô số giáo tổ không kìm nổi phải dập đầu, đối mặt với thần uy mênh mông cuồn cuộn xông lên kia, thể xác và tinh thần đều run sợ chấn động. Tiên lộ cuối ai là đỉnh phong? Bên trong phong thần bản truyền ra một thanh âm, chấn động vòng trời, làm cho vạn vực chư thiên đều lay động, ù rung động, truyền ra khắp lục hợp bát hoang. Ở vực ngoại, chư hùng không kìm nổi run lẩy bẩy, cảm nhận sâu sắc trong lòng rung động. Mà trong cái khe lớn tiên lộ, Chí Tôn còn sống đi ra có người hừ lạnh. Mặc dù đã tới cùng đường, đi tới cuối sinh mạng, nhưng đều vẫn như cũ chỉ có ta độc tôn, không kính trời, không sợ đất. Thần linh của một kiện bí khí mà thôi, cũng dám thử hỏi thiên hạ, bảo Vô Thủy đến đây. Thạch Hoàng ác nghiệt nói.
Hắn toàn thân đẫm máu, xương cốt đều lộ ra trắng héo, cầm trong tay thiên hoang đại kích màu đen, vẫn như cũ thần võ cái thế, oai hùng khiếp người, trên mái tóc đen dày rậm dính đầy vết máu. Phong thần bản đi vào còn mang theo bất tử đạo nhân, đánh hắn vào trong hang động hỗn độn. Truyền ra một đạo thần niệm, con đường thành tiên có ta một phần, phải bỏ ra chút sức lực. Thiên địa này đều biến đổi, pháp tắc tiên đạo của Vô Thủy Đại Đế ngày xưa xuất hiện lại ở thế gian, khủng bố tới cực hạn, dòng sông thời gian, biển rộng không gian, hóa thành hỗn độn, bao la bát ngát, cùng nhau ép xuống. Đây là không hổ là Vô Thủy. Trên con đường thành tiên có người than nhẹ. Trong mắt Chí Tôn cổ đại lộ ra tia sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm hết thảy. Vô Thủy không ở trên đời này, nhưng lại thông qua khí cụ này nở rộ ra vầng hào quang rực rỡ của hắn, chẳng khác nào như chính hắn ra tay. Đây là một loại lực lượng to lớn, huyết tế một Chí Tôn, đánh vào trong hang động thành tiên, sau đó phong thần đảng bùng cháy vô cùng sáng lạng, phù văn đầy trời, len ken, vang động, từ trong hang động tràn ra. Người đã không còn ở trên đời này, nhưng đạo của hắn, phù văn của hắn vẫn còn, vẫn như cũ cùng cấp với một vị Chí Tôn ra tay, mà còn dùng bất tử đạo nhân tể sống. Vô Thủy Đại Đế cả đời cường thể không phải là hư ngôn, dám phong ấn một vị nhân vật cái thế cổ đại cho tới hôm nay, hoàn toàn không sợ hắn phản loạn, không sợ hắn chạy trốn, dù không ở trên thế gian, vẫn như cũ có thể chế phục hắn. Lưu lại một nhân vật cái thế, tống hắn vào hang động thành tiên, loại hành vi này thật khiến mọi người kính sợ, có ai dám làm như vậy? Nên nhớ người đó chính là một nhân vật vang dội cổ kim. Bong! Đại chung từ từ ngưng lên, càng không chấn động. Vô Thủy chung bay tới vãi xuống thần tắc tiên đạo chí cao vô thượng, đánh vào trong hang động hỗn độn, làm cho địa phương này phát sinh sụp đổ. Hơn nửa tiếng chung vừa vang lên, lập tức làm cho khắp vũ trụ đều sợ run. Khủng bố nhất chính là mặt đất đông hoang chấn động, ở sâu trong lòng đất một tòa cổ tháp cùng theo đó cộng minh. Cổ tháp lay động, ở chỗ sâu trong lòng đất chấn động ra từng đợt khí cơ khai thiên lập địa, vô số luồng hào quang xông thẳng lên trời cao, rồi trấn áp vào trong hang động hỗn độn. Cái gì? Đây là Hoang Tháp. Hoang Tháp biến mất 5 tháng rất dài lâu nay cũng động rồi, là bị Vô Thủy chung hấp dẫn, chiếu rọi hào quang rực rỡ, đó là lực lượng của khai thiên. Chẳng lẽ nói, nếu muốn thành tiên, tất nhiên phải khai thiên lập địa hay sao? Mọi người đều chấn động. Thế gian này có 3 binh khí rất đặc thù, Lục Đỉnh, Tiên Chung, Hoang Tháp, một kiện so với một kiện còn cổ xưa hơn, thần bí mà khủng bố nhất. Hiện giờ, Vô Thủy chung vừa vang lên, không ngờ lại có thể thúc động lực lượng của Hoang Tháp, chấn ra từng đạo dao động pháp tắc tiên đạo, tự nhiên khiến mọi người sởn tóc gáy. Vô Thủy Đại Đế sâu không lường được, hắn không có ở đây, nhưng phù văn khắc vào trên pháp khí lại chẳng khác gì hắn sống lại. Lúc này ra tay, vẫn như cũ giống như quá khứ, có thể cường thế quét ngang hết thảy. Trời sụp đất nứt, trong hang động hỗn độn đã xảy ra đại bùng nổ, cuồng bạo đánh tới, hiển nhiên phong thần đảng nhất định bị hủy trên con đường thành tiên, đồng thời mang theo bất tử đạo nhân cùng nhau tiêu tán, hóa thành một đoàn căn nguyên khai thiên lập địa ở nơi đó. Trong thiên địa, chỉ có một cái Vô Thủy chung đang lay động, treo trên cửa hang động thành tiên buông xuống từng tia hào quang rực rỡ. Đáng tiếc, cuối cùng hết thảy hào quang đều biến mất, trong hang động hỗn độn huyết khí lượn lờ. Đó là máu của Chí Tôn, đó là thịt nát của bất tử đạo nhân, vẫn như cũ không thể đánh xuyên qua tiên vực. Ta cũng vào không được tiên vực. Đại chung từ từ phát ra thanh âm, nó như là hỗn độn luyện chế thành, phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng, trấn áp trời xanh muôn thuở, treo ở trên hang động thành tiên. Ngươi là Vô Thủy? Có Chí Tôn cổ đại hỏi. Ta không phải Vô Thủy, vì vậy đánh vào không được. Đại chung truyền ra thần âm, nó chính là một kiện binh khí, Vô Thủy chân chính cũng khó mà xuất hiện ở nhân gian. Đến bây giờ, ta ngược lại tin rằng Vô Thủy có lẽ còn sống. Một vị Chí Tôn cổ đại mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn lướt qua Vô Thủy chung, không ngại nhiều lời. Kiếp này sẽ kết thúc như vậy sao? Vô Thủy chân chính chung quy là không có xuất hiện, hư hư thực thực tọa hóa ở 8 vạn năm trước, điều này làm cho mọi người cảm thấy thật đáng tiếc. Còn chưa kết thúc. Ở Tây Mạc, có người thấp giọng nói nhưng chấn động khắp lục hợp bát hoang, thổi quét tới địa vực Đông Hoang, lại truyền ra tới vực ngoại. Ở Tây Thổ có một tượng Phật cực lớn đứng lên, cao tới ức vạn trượng,
từ hư ảo ngưng thực biến thành giống như chân thân đến trái đất. Trên Tu Di Sơn Phật quang chiếu rọi, Đại Lôi Âm Tự lại bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi. Pho tượng Phật kia hóa thành một người khổng lồ khai thiên lập địa, sau đó đứng lên, bước một bước liền tới trên tiên lộ, ngay lập tức tấn công hang động hỗn độn. Chiến đấu kịch liệt, Phật lực vô cùng tận sôi trào, làm cho hang động hỗn độn càng thêm tàn phá, vỡ nát không thành hình dáng, hắn cũng vọt đi vào. Đây là pháp thân của A-di-đà Phật Đại Đế ư? Như thế nào có thể lưu lại loại này, chẳng lẽ nói hắn cũng còn sống? A-di-đà Phật Đại Đế là một người đã đi rất xa trên tiên lộ, nghiên cứu tinh thuần pháp môn bất hủ. Nếu hắn có biểu hiện trường sinh kỳ diệu gì, điều đó chẳng có gì lạ. Đây là pháp thân của A-di-đà Phật, rồi lại ở trong hư vô một lần nữa ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh vào, đáng tiếc chung quy cũng thất bại, không thể thành công. Nhưng, sự tình cũng chưa ngừng tại đây, Tây Mạc kịch biến kinh thiên còn đang tiếp tục. Tu Di Sơn đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng lực mênh mông cuồn cuộn, trong lòng núi phát ra tiếng Phật hiệu thật lớn, xuất hiện một đại Phật chân chính ở trong Đại Lôi Âm Tự, ngồi ở chỗ đó đỉnh đầu lấp trong trời xanh muôn thuở. Ở nơi đó, điềm lành bốc lên vạn lũ ráng mờ, tín ngưỡng lực vô lượng mãnh liệt mênh mông so với hải dương còn mênh mông hơn bao trùm khắp Tây Mạc, nơi nơi đều là hào quang rực rỡ. Tu Di Sơn như là một sinh mệnh thể thật lớn dựng dục ra một đại Phật, từ năm tháng vô cùng tận đến nay, nhận chúng sinh dập đầu cúng bái, ai cũng không biết sẽ sinh ra loại biến hóa này. Đó là A-di-đà Phật. Không ngờ lại tái hiện. Đúng thật là Phật môn Đại Đế, hắn còn sống hay sao? Loại huyết khí này, loại lực lượng này, rõ ràng là thời điểm năm tháng đỉnh phong hoàng kim nhất của hắn. Có rất nhiều người hoảng sợ, điều này sao có thể, một vị Đại Đế sớm đã chứng thật là tọa hóa lại xuất hiện, hơn nữa cường đại như vậy, ở vào tuyệt đỉnh của đời người như vậy. Ai ai cũng đều biết, con đường thành tiên một khi mở ra, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không thể giải thích, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới một người đã bị chứng thật tọa hóa lại còn xuất hiện. Đó là một cái lão tăng vẻ mặt từ bi cứu nhân độ thế, vô cùng to lớn đỉnh đầu lấp trên vòng trời, hiển hóa trên Tu Di Sơn, như là muôn đời trước cũng đã ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ phải đi con đường đó sao? Trường Sinh Thiên Tôn chớp mắt ho ra một ngụm máu tươi. Thạch Hoàng tóc tai bù xù, cười lạnh liên tục, cầm trong tay đại kích màu đen, vẫn như cũ có khí tượng cái thế, dõi mắt lạnh lùng nhìn Tây Mạc, không có phát biểu quan điểm gì. Trên Tu Di Sơn chư Phật đều rúng động, ngay cả họ cũng không biết, chỉ có các lão tăng cá biệt mới hiểu rõ, những người khác đều ngẩn người, rồi sau đó ai nấy cũng đều làm Phật lễ, thành kính lễ bái. Có một vị tôn giả tụng kinh, phát ra tiếng thiện sướng, thế gian là một khổ hải, A-di-đà Phật phát hạ đại chí nguyên to lớn, nguyên phổ độ chúng sinh, hóa hết thảy kiếp nạn, để ánh sáng của Phật vĩnh viễn chiếu rọi chúng sinh. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta vẫn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh tam ác đạo giả, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta, chư thiên, nhân dân, sau khi thọ mệnh kết thúc, vẫn còn sa đọa trải qua tam ác đạo giả, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Nếu ta thành tiên, phàm là trong đất tiên ta, chư thiên, nhân dân, không được toàn bộ sống ấm nờ dê đầy đủ, ta tức không lấy tiên vị vô thượng. Lão tăng ngồi xếp bằng trên Tu Di Sơn, cũng chính là A-di-đà Phật, không ngừng phát ra chí nguyện to lớn, loại thanh âm này vô cùng to lớn vang vọng khắp thiên địa, lan rộng trong vũ trụ. Giờ khắc này, vô số cổ vực, bến bờ tinh không, biên hoang vũ trụ, phàm là địa phương A-di-đà Phật từng đi qua, phàm là địa phương có Phật đồ, tất cả đều phát sáng, tín ngưỡng lực vô cùng tận toàn bộ ngưng tụ mà đến, cuồn cuộn mãnh liệt. Ánh sáng màu vàng từ mọi ngóc ngách vũ trụ đều hội tụ về hướng Bắc Đẩu, đáp xuống Tu Di Sơn, làm cho địa phương này hóa thành tiên thổ của nhân gian, vô cùng tường hòa, tức vạn lũ điềm lành, vô cùng kinh người. Loại điềm lành này muôn đời hiếm thấy, cả thế gian khó tìm. Ở Tây Mạc vô số Phật đồ dập đầu, dáng vẻ thành kính hướng tới Tu Di Sơn cúng bái, cả người đều sáng lên, tiên thai phát sáng, vô số tia sáng bay vải đầy trời. Đoạn thời gian qua, Phật đồ Tây Mạc đã thông qua vực môn đi tới dưới chân Tu Di Sơn, làm cho nơi này trở thành Phật quốc, ngày nay lại trở thành như tiên quốc của thời đại thần thoại. A-di-đà Phật Đại Đế phổ độ chúng sinh, nguyện mang cả giáo chúng ta phi tiên, độ hết cực khổ, làm cho tất cả Phật đồ thoát khỏi khổ hải, các ngươi có nguyện theo cùng. A-di-đà Phật. Mọi người đều miệng tụng Phật hiệu của Phật môn Đại Đế, chung miệng tụng một tiếng, tất cả đều nguyện ý.
Đây không phải là A Di Đà Phật, chỉ là tín ngưỡng lực dựng dục thành, nhưng gần như cùng cấp với hắn, với Xá Lợi Tử Tiên Thai tọa hóa của hắn, làm Phật tâm, thật khó lường. Đúng rồi. Năm đó A Di Đà Phật Đại Đế nhận chúng sinh cúng bái, sinh ra một cái thần ngã, từ tín ngưỡng lực luyện chế thành, chính là hắn, không thể tưởng được còn sống trên đời. Ầm một tiếng, cả tòa Tu Di Sơn đột ngột từ mặt đất dâng lên, lão tăng ngồi xếp bằng ở trên đó hóa thành kim thân sáu trượng, tản phát ra Phật uy ngập trời, phổ độ nhân gian giới. Hắn lại hiệp với Đại Lôi Âm Tự trên Tu Di Sơn cả vật thể bay tới, muốn mượn lực lượng của chúng sinh, mạnh mẽ mở ra tiên lộ. Niệm lực của Phật môn toàn vũ trụ giờ khắc này đều thêm vào lại đây. Xuyên qua hư không, thông qua tinh vực vô cùng tận, vô số tín đồ Phật môn đều miệng tụng A Di Đà Phật, màn ánh sáng như là từng dòng thần hà hội tụ bay tới bắt đầu, bao phủ lấy Tu Di Sơn. Tập hợp niệm lực của chúng sinh muốn đánh mở ra tiên vực, loại thủ đoạn nghịch thiên này, còn cộng thêm lực lượng của A Di Đà Phật Đại Đế, cường đại đến mức người ta trông thấy mà sợ hãi, khủng bố tới cực hạn. Cuối cùng, Tu Di Sơn thu nhỏ lại đánh vào trong hang động thành tiên, chúng sinh tụng kinh, chấn động cả tiên lộ. A Di Đà Phật thật khó lường. Có Chí Tôn cổ đại thầm thở dài trong lòng. Đúng lúc này, nữ nhân áo trắng phong thái tuyệt thế trong cấm địa thái cổ cũng ra tay, bước một bước liền tới đây, sau đó tung một chưởng đánh vào hang động thành tiên. Ngay cả chủ nhân của cấm địa thái cổ cũng ra tay, tung một chưởng đánh vào hang động hỗn độn, thần uy cái thế, làm cho nơi đó sụp đổ. Ở vực ngoại rất nhiều người mở to hai mắt, đều lộ vẻ khó tin, tất cả đều khiếp sợ, không ít thánh hiền đều nghĩ là hoang đang ra tay đối phó với Tu Di Sơn. Mà các chí tôn cổ đại lại hiểu rõ cũng không phải như thế, nàng là đánh vào con đường thành tiên, tuy nhiên cũng không muốn đánh để đi vào, mà là muốn mạnh mẽ đánh đứt đoạn. Bất kể thấy thế nào, hành động của nàng đều ra ngoài dự đoán, khiến mọi người kinh sợ chấn động, tràn ngập khó hiểu, người khác vì để thành tiên, mà nàng lại căn bản không thèm để ý tới. Ngươi đây là ý gì? Thạch Hoàng tức giận, lúc này hắn lộ ra chân thân, là một người nam nhân trung niên cao lớn uy vũ. Tuy rằng toàn thân đẫm máu, nhưng cái loại khí cơ cái thế đó không giảm, con ngươi sắc bén như điện, cầm trong tay thiên hoang kích màu đen chỉ thẳng vào hoang chủ. Keng. Nhưng nữ nhân áo trắng xuất trần còn cường thể hơn so với hắn, thấy hắn dùng đại kích màu đen chỉ tới, lập tức đánh ra một chưởng, đơn giản mà trực tiếp, thô bạo mà cường đại. Bàn tay trắng như ngọc va chạm với đại kích phát ra một mảng tia sáng rực rỡ, chấn cho Thạch Hoàng hộc máu. Bởi vì trước đó hắn đã bị thương thể nghiêm trọng, thiếu chút nữa chết ở bên trong, giờ khắc này gặp phải chấn động, tự nhiên là máu để rơi. Cả thế gian rúng động. Người cấp số này rốt cuộc phải ra tay sao? Giữa họ sẽ sinh ra quyết đấu. Tốt. Bổn hoàng tuy già, cũng đã bị thương, nhưng không tin trên thế gian này có người nào có thể giết chết ta. Thạch Hoàng rống to, tóc đen dày rậm trên đầu dựng thẳng, trong con ngươi bắn ra tia sáng hết sức khiếp người, còn rực rỡ hơn so với tia chớp. Hắn cầm trong tay thiên hoang đại kích màu đen, bộc phát ra hào quang không gì sánh nổi, tràn ngập hỗn độn khí, từng bước một tiến lên, muốn triển khai đại quyết chiến đáng sợ nhất. Trên con đường thành tiên không có tử địch, hai vị tốt hơn là ngừng chiến đi. Trường Sinh Thiên Tôn khuyên nhủ. Đúng lúc này, hang động hỗn độn nổ tung làm gián đoạn ân oán ở bên ngoài, bên trong đã xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, phát sinh bùng nổ kịch liệt. A-di-đà Phật. Chúng sinh tụng Phật hiệu của Phật môn Đại Đế vang vọng thiên địa, rồi lại truyền ra, bùng phát ra từng mảng mưa ánh sáng, như là lông chim vô cùng trắng nõn bay múa, sáng lạng xinh đẹp, khí tường hòa ập tới mọi người. Cái gì? Thành tiên. A-di-đà Phật Đại Đế thành công rồi sao? Cảnh tượng này dẫn phát một hồi chấn động lớn, làm cho một ít chuẩn đệ ở vực ngoại cũng nắm được, tất cả đều kêu lên sợ hãi. Mà trên con đường thành tiên, chí tôn cổ đại cũng đều khiếp sợ. Giờ khắc này lộ ra hào quang kỳ diệu, thật sự có người sẽ thành tiên sao? Mà lại nở rộ ra hào quang sáng ngời như vậy. Vũ hóa phi thăng, mưa ánh sáng đầy trời, không phải là loại cảnh tượng sao này? Khí cơ của tiên tràn ngập, đây là dấu hiệu báo trước sắp thành công lột xác. Muôn đời đến nay, thiên tôn, cổ hoàng, đại đế chưa từng có người thành tiên, chẳng lẽ sẽ bị A Di Đà Phật Đại Đế một người đánh vỡ, khai sáng một kỷ nguyên mới chưa bao giờ có? Hoặc có thể nói là do chúng sinh Phật giáo cùng nhau phá vỡ. Lực lượng này không chỉ là một mình A Di Đà Phật,
mà còn có niệm lực của tất cả tín đồ đến từ bát hoang vũ trụ, tập hợp cùng một chỗ, tạo thành đạo quả lớn lao như vậy. Trong hang động phi tiên, truyền ra một tiếng nổ mạnh kịch liệt, tiên quang càng tăng lên, bắn tung ra từng dải hào quang, như là từ thế giới bên kia bay tới. Không đúng, có biến cố. Một vị chí tôn cổ đại lạnh lùng nói, rất nhanh tránh né qua một bên. Cùng lúc đó, trời sụp đất nứt, vốn trong hang động hỗn độn rách nát không chịu nổi bắn ra loạn thạch xuyên qua không gian, lập tức Tu Di Sơn ngọn núi đệ nhất của Bắc Đẩu vỡ nát tan tành. Bên trong đã xảy ra sự kiện đáng sợ nhất, trong mơ hồ nghe được tiếng bi ca của chúng sinh. Huyết quang vô cùng tận, đó là từng sinh mệnh đang tiêu vong, mà đại lôi âm tự lại đổ sập hơn phân nửa. Keng. Tấm biển đồng đại lôi âm nổ tung, trong đó một mảnh vỡ bay tới đánh vào con đường thành tiên, cố định ở trong hỗn độn, mặt trên máu tươi chảy đầm đĩa, có máu của chúng sinh cũng có máu của A-di-đà Phật, nhìn thấy mà ghê người. Thất bại rồi. Phật môn cũng thất bại thảm hại, không thể thông qua, bọn họ cũng không phải là người chính xác. Thần ngã từ niệm lực luyện chế thành kia, tuy rằng ở vào trạng thái tối đỉnh phong, nhưng chung quy không phải bản thân của A-di-đà Phật Đại Đế. Đây là một hồi đại họa, là một thảm kịch mà. Khắp Tây Mạc, Phật đồ trong Phật quốc ức vạn dặm, tất cả đều đã chết. Vũ trụ bát hoang, niệm lực của chúng sinh thêm vào tới đây đều nổ tung rồi. Có chí tôn cổ đại nói nhỏ, ngay cả bọn họ đều động dung, loại bại vong này quá mức thảm thiết, thương vong quá lớn, bi thương thảm liệt tới cực điểm. A-di-đà Phật. Mảnh vỡ của Tu Di Sơn vỡ tan kia cùng nhau vọt ra, mặt trên có oan hồn ai oán khóc than, ức vạn sinh linh chết oan chết uổng, tất cả đều tan biến, đó là hồn niệm không cam lòng của họ. Trong nháy mắt, những tiếng ai oán này tất cả đều biến mất, bọn họ hóa thành từng mảng lớn màn mưa ánh sáng, lạc ấn trên con đường thành tiên, tiếp tục cấu trúc cho con đường này. Điều này làm cho mọi người đều trợn mắt nhìn trân trối, trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ nói tất cả các loại cảnh vật chứng kiến trên con đường này đều là thật sự, là người ngày xưa ngã xuống hòa tan hình thành ở trong đó. Thất bại rồi. Ngay cả Phật môn dựa vào lực của chúng sinh đều thất bại, còn có ai có thể đánh đi vào được nữa. Chỉ có người đương thời thành đạo mới có thể thành tiên. Điều này làm cho người ta tuyệt vọng, kết cục này khiến người ta không biết nói gì, chỉ tràn ngập bi thương mà không làm sao được. Không có người nào có thể thành tiên, thật sự dao động tín niệm của mọi người. Có tiên không? Có thể trường sinh không? Như thế nào làm được? Điều này làm cho mọi người kinh nghi, kết quả này làm tan biến không chỉ có sinh mệnh của chí tôn cổ đại, cũng làm tan biến hy vọng và chờ đợi trong ánh rạng đông của thế nhân. Tu Di Sơn vỡ nát tan tành, bị nhiễm đỏ máu tươi. Đỉnh núi Đại Lôi Âm tự đổ sụp hơn phân nửa, các loại kiến trúc trên đó đều bị tổn hại, Huyền Không tự các tự cũng rách nát, thiếu chút nữa tan biến. Trong lòng núi vô tận tín ngưỡng lực dường như khô cạn, không còn có một tia nào tràn ra, điện thờ Tu Di Sơn vỡ ra rách nát, bay trên trời mà đi, một lần nữa đáp xuống Tây Mạc. Bắt đầu từ hôm nay, khắp Tây Thổ rơi vào tĩnh mịch, không còn có ức vạn dặm Phật quốc, không còn có hào quang sáng ngời, không còn có thanh âm tụng kinh, không còn có khí tường hòa. Tây Mạc trở thành một vùng đất chết. Đúng lúc này, Hoang Chủ lại một lần nữa định ra tay, muốn đánh dập nát con đường thành tiên, san bằng nơi này. Mà đồng thời ngay lúc đó, nam nhân khổng lồ bên cạnh nàng kia, toàn thân đều là bộ lông màu vàng cũng đi tới phía trước, muốn ra tay với Trường Sinh Thiên Tôn chủ nhân của Tiên Lăng Mộ. Chậm đã! Ta biết ý ngươi cho rằng kiếp này thất bại không thể có người thành tiên, định hủy diệt nơi đây. Nhưng chúng ta không cam lòng, vẫn phải xông vào lần nữa. Kỳ Lân Cổ Hoàng nói, hắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân đều là máu. Không sai. Thà rằng chết trên tiên lộ. Có chí tôn cổ đại khác nói. Kết cục của họ đã chú định, đều muốn với chiến mà chết. Ta không muốn chết, hiện tại ta cũng không nghĩ buông bỏ con đường thành tiên đâu. Thạch Hoàng nói giọng lạnh căm, cầm đại kích đứng đó. Tốt. Ta cho ngươi thời gian, nếu ngươi chết trên tiên lộ thì thôi, nếu ngươi trở về, chiến một trận giải quyết ân oán. Nam nhân cao lớn toàn thân đều là lông màu vàng nói với Trường Sinh Thiên Tôn. Nữ nhân áo trắng xuất hiện một hồi mơ màng ngắn ngủi, như là không có hồn phách, ngay sau đó hồi phục vẻ lạnh lùng nhưng không ra tay nữa. Hiển nhiên, trạng thái của nàng rất đặc biệt, chí tôn cổ đại cũng ngờ vực không hiểu. Bởi vì có cảm giác đây chỉ là một khối thể xác vô thượng mà thôi, nguyên thần khi có khi không. Các ngươi đều nhìn thấy, đây là con đường thành tiên, hãy nhìn cho kỹ,
Pháp của chúng ta, đạo của chúng ta, con đường của chúng ta. Có chí tôn nhân tộc quát to truyền tới vực ngoại. Rồi sau đó dứt khoát kiên quyết nhảy vọt vào trong hang động thành tiên, đi làm một cố gắng và thử nghiệm cuối cùng. Sát! Có cổ hoàng lại nhảy vào hang động thành tiên, bắt đầu đọ sức với tính mệnh lần cuối cùng. Ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, ở trên tiên lộ nghe khúc ca mai táng chính mình, ta không hề cam lòng nhưng dứt khoát xác minh đạo của ta, đạp trên con đường thành tiên, ta còn sống, ta phải đi tới phía trước. Có người bi thương kêu to. Cả đời này, kiếp này, ta đã đi qua, ta từng tồn tại, cái chết với ta không tính là gì. Dùng sinh mệnh sắp tắt của ta đi nghiệm chứng pháp thành tiên, dùng máu còn nóng của ta đi tưới đẫm con đường thành tiên, đạo của ta, mạng của ta, cả đời của ta, thiêu đốt ở trong ánh lửa, nở rộ hào quang. Chí tôn bi thương kêu lên vang khắp thiên địa. Họ đã từng thống ngự hết thảy vũ trụ hồng hoang, chiến đấu khắp trên trời dưới đất vô địch thủ. Từng bể nghệ nhân gian giới, không có chuyện gì họ không làm được, không có địch nhân nào họ không trấn áp được. Thế mà ngày nay lại phải kết thúc như vậy. Ngoại trừ hai chí tôn vỡ vụn thành máu và xương trắng, các chí tôn cổ đại khác đều vọt đi vào, muốn thực hiện một lần đọ sức cuối cùng. Cuối cùng, nơi này trở thành hỗn độn, có máu bắn tung tóe, có tiếng bi ca truyền ra. Cường đại như chí tôn vô thượng cũng không thay đổi được kết cục này, kiếp này không người nào có thể thành tiên. Mọi người đều thất bại, chung quy là không thay đổi được kết quả của kiếp này, không thể đánh đi vào. Muôn đời thành không. Con đường của ta tới cuối rồi. Nếu đã như thế, cứ quay về trong thiên địa này đi. Có chí tôn thật là tiêu sái ung dung. Như đèn hết dầu không còn có một tia huyết khí, nguyên thần mục nát, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, trực tiếp hóa đạo, màn ánh sáng bốc lên. Phốc! Còn có người không kịp nói ra câu nào, thật sự là đi tới cuối sinh mệnh, mới vừa rời khỏi hang động hỗn độn liền trực tiếp nổ tung, trở thành máu đỏ xương trắng. Còn có ai không có đi ra? Còn có một mình Trường Sinh Thiên Tôn ở trong đó. Những chí tôn này đều sắp không được, tất cả đều sinh mệnh không còn nhiều. Kỳ thật lần đầu tiên trở ra cũng đã như thế, lần thứ hai xông vào tiên quang phải tiêu hao càng nhiều. Mọi người đều sinh mệnh sắp tắt, liên tiếp hai người đã mất đi. Đại đế nhân tộc đã chết. Người đó khẳng định là đế của nhân tộc huyết khí khô cạn, cứ như vậy kết thúc trong ảm đạm. Ở vực ngoại, mọi người than thở, quá mức đáng tiếc. Vô địch muôn đời lại cứ như vậy kết thúc trong tiếc nuối. Kỳ Lân cổ hoàng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đẫm máu, bay lên trời, lập tức chìm sâu vào trong vũ trụ, chấn khiếp mọi người đều phát run, cảm giác như là tai vạ đến nơi. Nhưng mà, thân ảnh cổ hoàng không ngừng lại, cũng không quan tâm tới bọn họ, chỉ khoảnh khắc xẹt qua tới mấy vạn tinh hệ, đi tới một bến bờ vũ trụ khác, buông xuống trên một viên sinh mệnh cổ tinh thật rộng lớn. Thân thể hắn lảo đảo, nghiêng ngả tới lui. Thái cổ hoàng bể nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất, chưa từng có loại cảnh tượng thê thảm này. Cả đời vô địch cường thế, kết quả là lại thê lương và bi thương như vậy. Bước chân từng đạp vỡ vũ trụ hồng hoang, giờ khắc này lưu lại chỉ có một chuỗi máu theo dấu chân, rải theo máu của hoàng mà đi, thân thể lay động dữ dội. Phụ thân! Hỏa Lân Nhi xuất hiện, cực kỳ bi ai kêu to xé nát tim gan. Nàng rất nhanh phóng vọt tới, nhào vào lòng Kỳ Lân cổ hoàng toàn thân đẫm máu. Tiểu Tâm, ta sắp không khống chế được sát khí, máu này có thể sẽ làm bị thương đến con. Kỳ Lân cổ hoàng, cặp bàn tay kia có thể hái sao lấy trăng trên trời, có thể dập nát ức vạn tinh hà, lúc này đã không ổn định, đưa lên bàn tay run rẩy lau đi những máu hoàng trên mặt con gái, trong mắt tràn ngập từ ái. Hỏa Lân Nhi lớn tiếng khóc ròng, nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Phụ thân từng quân lâm trên trời dưới đất, quan sát vạn giới chư thiên, cả đời vô địch, là một người cường thể biết bao. Ngày nay, lại trở thành hình dạng này, toàn thân máu tươi chảy ròng, bị thương nặng không thể tưởng tượng, lắc lư lảo đảo đứng không vững, sinh mệnh sắp đi đến chung điếm. Một người cường đại như thế mà ngày nay lại rơi vào cảnh tượng thê lương như vậy, làm cho tim nàng như bị đao cắt, ôm lấy Kỳ Lân cổ hoàng, lên tiếng khóc lớn, phụ thân. Đừng rời bỏ con, người phải sống sót, nhất định phải sống sót. Thân ảnh nam nhân này từng vĩ ngạn, cao không thể với tới, độc nhất vô nhị, 9 tầng trời 10 tầng đất tất cả anh kiệt đều phải nhìn lên, bao gồm thần đều phải quỳ sát xuống lễ bái hắn. Nhưng, ngày nay hắn đã có vẻ sa sút, bàn tay đều run run, hắn không thể chống đỡ thân thể của mình, thân mình loạn choạng,
bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống, muốn cố gắng lau sạch nước mắt cho con gái mình cũng không được nữa rồi. Không còn là thái cổ hoàng chí cao vô thượng ngày xưa, lúc này hắn chỉ là một người cha già không nỡ xa rời đứa con nhỏ, không còn là cặp mắt bức người mà đã rất ảm đạm, toàn ngập không cam lòng, không yên lòng cho con gái của mình, luyến tiếc buông tay, dùng bàn tay thô ráp run rẩy vuốt ve gương mặt nàng. Ca ca huynh ở nơi nào? Mau trở về gặp phụ thân, người đã trở lại. Hỏa Lân Nhi khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ôm lấy lão Kỳ Lân Hoàng, cổ hoàng đã không trụ được nữa rồi, như đèn sắp hết dầu. Từng là cổ hoàng một thế hệ, vô cùng cường đại lại có tuổi già ảm đạm như vậy, không đủ sức xoay chuyển trời đất, già cả đến sắp không thể khống chế được thân thể mình. Hắn ở vũ trụ biên hoang, sống tốt lắm. Kỳ Lân Hoàng khẽ nói, trên mặt đầy vẻ dịu dàng từ ái, không giống chút nào với vẻ uy nghiêm vô thượng ngày xưa, lúc này chỉ còn là một người cha hiền từ. Nhưng mà hắn lại thỉnh thoảng ho ra máu, máu đỏ tươi vô cùng kinh tâm. Hắn đang cố gắng khắc chế, không để cho bản thân hoàng thể làm tổn thương đến con gái. Tuy rằng suy yếu nhưng chỉ là thi thể cũng có thể dập nát vạn vật. Phụ thân, van cầu người, nhất định phải sống sót, con không muốn xa cách người. Hỏa Lân Nhi khóc đến cổ họng đều khô rác, ánh mắt đỏ rực. Nàng chưa từng có sợ hãi giống như hôm nay, như là một cô bé bất lực đáng thương một mình đi trên đường rét lạnh giữa đêm khuya. Ta cũng muốn sống sót, luyến tiếc các con, nhưng con người cũng có lúc cuối cùng, chung quy là phải chết. Trường sinh thật khó mà. Kỳ Lân cổ hoàng cảm thán nói một câu, lại ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Luôn phải có biện pháp, nhất định có thể sống sót, phụ thân có thể từ thái cổ bình yên vô sự sống đến hôm nay, tất nhiên còn có thể tiếp tục trường tồn. Hỏa Lân Nhi khóc lớn nói, con gái ngốc, đó là phải trả cái giá thảm trọng nhất mới làm được, phải chém bỏ đạo vị của cổ hoàng mới được vậy. Ngày nay nguyên thần đã mục nát, phụ thân còn có thể làm được gì? Kỳ Lân cổ hoàng khẽ nói. Rồi sau đó, con ngươi trong mắt hắn đột nhiên lóa sáng rực rỡ, nói, vi phụ ở trên con đường thành tiên chứng kiến và nghe được, đều là chấn động thế gian, có thể trợ giúp hậu nhân thành tiên. Nhưng đó không thể để lại cho con, làm như vậy chỉ sẽ làm hại con. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, rồi sau đó ngay xương trán sáng rực lên, lạc ấn một số cảm ngộ tinh thần toàn bộ đánh vào trong vũ trụ. Hóa thành một màn ánh sáng sáng lạng. Con đường thành tiên của ta, pháp thành tiên của ta, Kỳ Lân Hoàng ta chứng kiến và hiểu được trên con đường, hết thảy chứa đựng trong đó, không giao cho con gái, không truyền cho con trai, tạm lưu lại cho người có duyên. Tiếng nói của Kỳ Lân Hoàng chấn động vũ trụ bát hoang, làm cho cả nhân gian giới đều lay động một trận. Đây là hoàng của thái cổ chí cao vô thượng, vô cùng khủng bố. Lưu lại loại vật này cho hậu đại, hắn sợ làm hại con nối dòng. Trên thế gian này còn có tồn tại vô thượng có thể nhận được thứ này. Hắn trực tiếp đánh vào vũ trụ, chiếu sáng 9 tầng trời 10 tầng đất để cho mọi người vào hư không vũ trụ tìm kiếm. Phụ thân, Hỏa Lân Nhi nhìn thấy lão phụ thân đã như vậy mà còn lo lắng cho huynh muội bọn họ, những điều này đều là sự quan ái nồng đậm, khiến nàng càng thêm đứt từng khúc ruột. Trên thân thể lão cổ hoàng bắt đầu xuất hiện điểm sáng, đây là dấu hiệu sắp hóa đạo. Rốt cuộc hắn không kiên trì được nữa. Lúc ở trên con đường thành tiên loại dấu hiệu này cũng đã rất rõ ràng, nhưng bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống, giờ phút này rốt cuộc đã tới lúc chung điếm rồi. Kỳ Lân cổ hoàng không đành lòng nhìn thoáng qua con gái, như là muốn ghi tạc bóng dáng nàng trong lòng, rồi sau đó chậm rãi mà hữu lực đẩy Hỏa Lân Nhi ra, phải một mình ra đi. Tới giờ khắc này, Hỏa Lân Nhi biết cuối cùng không thể vãn hồi, phụ thân có thể bắt chư thần phải thần phục, có thể đi vào Bất Tử Sơn mỗi ngày hái lấy ngộ đạo trà nấu cho nàng uống, từ nay phải rời bỏ thế gian rồi. Nam nhân cường đại nhất, phụ thân từ ái nhất, sinh mệnh đã khô kiệt, sắp sửa vĩnh biệt với nàng. Phụ thân, Hỏa Lân Nhi vươn tay chụp lại, nhưng cái gì cũng không nắm được, nàng khóc lớn, con hy vọng có kiếp sau, vĩnh viễn làm con gái của người. Phụ thân, người không được quên con, vĩnh viễn là con gái người. Nước mắt làm mờ hai mắt của nàng, trong lòng cực kỳ bi ai tới cực điểm. Ở thời thái cổ đã từng sinh ly tử biệt, ngày nay lại một lần nữa gặp phải, lần này đúng thật là vĩnh biệt, khiến nàng khó có thể chịu đựng. Trên bầu trời, Kỳ Lân Hoàng đang hóa đạo biến thành màn ánh sáng. Tuy nhiên tất cả tiên quang đều bị hắn khống chế cho nhằm về phía vực ngoại không hề quấy nhiễu nơi này mảy may nào. Hơn nữa tất cả máu huyết cũng đều thiêu đốt, cũng không lưu lại một giọt máu. Ken!
Cuối cùng thời khắc này, hắn lại chặt đứt áp chế đạo tắc nào đó, làm những tiên liên kia vỡ nát, không thể trở thành gông cùng xiềng xích cho con gái hắn. Cuối cùng nhìn thoáng qua một vòng, lão cổ hoàng thét dài một tiếng, chấn động vòm trời hư không, rồi hắn hóa thành một mảng ánh sáng rực rỡ nhất, biến mất ở biên hoang vũ trụ. Hỏa Lân Nhi khóc đến ngất đi, bất lực chụp vào hư không, lớn tiếng khóc ròng. Nàng rõ ràng thấy được sự thương cảm trong mắt phụ thân cường thế, đó là thần sắc nàng chưa từng nhìn thấy, tràn ngập không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải rời xa nàng mà đi. Cổ hoàng, tổ hoàng vô thượng, cả viên cổ tinh, tất cả kỳ lân bộ tộc đều bị kinh động, mọi người vọt tới bi thiết quỳ trên mặt đất, là để tiễn đưa màn ánh sáng kia đi xa. Ở biên hoang vũ trụ, đây là một địa phương cực kỳ lạnh lẽo, trên một viên vẫn thạch một nam nhân ở trần để lộ nửa thân trên, toàn thân cơ thịt nổi vòng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, tìm hiểu đạo của chính mình. Hắn sinh có một đầu tóc dài màu lam, hoặc nhìn tuy rằng còn trẻ, nhưng lại có một loại tang thương, như là đã trải qua rất nhiều thương tâm, lưu lạc tới đây làm một kẻ tu khổ hạnh. Ngay giờ khắc này, hắn đột nhiên mở choàng mắt, bắn ra hai tia sáng hoảng sợ, rồi sau đó tay ôm ngực, gần như hít thở không thông, run giọng nói, là ai? Muội muội sao? Không đúng. Đến tột cùng là ai? Một người thân cận nhất vừa chết đi. Đôi mắt hắn đột nhiên mở thật to, rồi sau đó đứng bật lên, toàn thân bộc phát ra hào quang rực rỡ, nhìn về hướng Bắc Đẩu Tinh Vực xa xa, phát run nói, chẳng lẽ là phụ thân? Không, hắn chính là Hỏa Kỳ Tử. Sau một trận chiến với đạo nhất, hắn biến mất nhiều năm, vẫn lưu lạc ở biên hoang vũ trụ, đại chiến với các loại sinh vật cổ quái, tiến hành khổ tu theo cách vào địa ngục. Năm đó hắn từ trong thần nguyên sống lại, sau đó từng luôn luôn quanh quẩn ở ngoài vùng cấm Thái Sơ, bởi vì hắn vẫn hoài nghi phụ thân hắn chưa chết. Trực giác thực sâu sắc dọa người. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, không kìm nổi bi thương gào rống, hận không thể lập tức quay về Bắc Đẩu. Một mảng ánh sáng chói mắt vượt ngang không trung, nở rộ ở cách đó không xa, rồi ngưng tụ thành hình một thân ảnh vĩ ngạn, đúng là hình dáng của Kỳ Lân Hoàng lúc đỉnh phong nhất, đang uy nghiêm nhìn hắn. Phụ thân! Hỏa Kỳ Tử kêu to, nước mắt tuôn rơi phủ mờ hai mắt. Hắn biết phụ thân mình đã ngã xuống, đây là ấn ký bất diệt cuối cùng chạy tới nơi này, muốn gặp mặt hắn một lần cuối cùng. Ngươi là con của Thái Cổ Hoàng không nên rơi lệ, chỉ có thể đổ máu. Ngươi phải có tín niệm vô địch, tin tưởng vững chắc còn cường đại hơn so với ta. Thái độ của Kỳ Lân Hoàng hoàn toàn bất đồng với khi gặp con gái. Con gái chỉ dùng để yêu thương, con trai lại là nối dõi ý chí của hắn, nghiêm khắc thúc giục, ký thác hy vọng của hắn, để hoàn thành giấc mộng hắn chưa thực hiện được. Ngươi phải tin tưởng vững chắc chính mình cường đại nhất, chỉ vì ngươi là con của Kỳ Lân Hoàng, là hy vọng của ta, càng phải vượt qua ta. Kỳ Lân Cổ Hoàng quát to. Tới cuối cùng, hắn lại thở dài, ánh mắt lộ ra một tia từ ái, nói, ngươi đã làm tốt lắm. Phụ Hoàng. Hỏa Kỳ Tử rống to như nổi điên phóng tới phía trước. Nhưng, màn ánh sáng kia trực tiếp xé rách hư không, tán chính mình vào vũ trụ vô ngần, rất nhanh ảm đạm xuống. Hắn không nghĩ để đứa con mình bị pháp tắc hoàng đạo gây thương tích. Một thế hệ cổ hoàng cứ như vậy kết thúc. Trên con đường thành tiên, Thạch Hoàng cười lạnh, lạnh lùng nhìn quét qua thiên hạ, nói, chết. Ta không cam lòng, cũng không nguyện ý, mạng của ta thực kiên cường, kiếp này còn không nên kết thúc. Không tính thần ngã của A-di-đà Phật Đại Đế, cộng tất cả 11 vị chí tôn bước trên con đường thành tiên, ngày nay đã có 5 người đại đế và chí tôn ngã xuống. Chỉ còn là những lời nói kia, nên lưu lại pháp thành tiên cho người đời sau, dùng sinh mệnh và nhiệt huyết của chính mình đi nghiệm chứng. Bọn họ ở trước khi chết, đã lạc ấn cảm ngộ của mình trên con đường thành tiên đánh vào trong vũ trụ, để lại cho người đời sau. Ngày nay người còn lại, gần như đều là kẻ khởi xướng hắc ám náo động lớn nhất, từng huyết tẩy các vực, hoặc là thiên tôn cổ thần bí của thời đại thần thoại. Trường sinh thiên tôn. Chẳng lẽ ngươi ngã xuống trong hang động phi tiên rồi sao? Người khổng lồ đến từ cấm địa Thái Cổ hét lớn, toàn thân lông vàng phát sáng rực rỡ, chói mắt làm mọi người không mở ra hai mắt được. Mọi người đều giật mình kinh sợ, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Thánh thể đại thành, duy nhất sống sót. Một vị chí tôn cổ đại nói nhỏ, mặc dù ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm, nhưng hắn vẫn như củ cố kiên trì, ánh mắt lãnh liệt nhìn quét lục hợp bát hoang. Cái gì? Một số người ở vực ngoại nghe được thanh âm của hắn, ai nấy đều khiếp sợ. Nam nhân hùng vĩ kia toàn thân lông màu vàng không ngờ lại là một vị thánh thể đại thành.
quá mức rung động. Ngày nay biết được manh mối, chủ nhân trước kia của cấm địa Thái Cổ là thánh thể đại thành của nhân tộc biến thành, nhập chủ ở nơi đó. Chủ nhân Tiên Lăng Mộ, ngoại trừ là Trường Sinh Thiên Tôn, cũng đã từng làm chủ nhân của địa phủ. Mặc dù thời gian thực ngắn ngủi, hơn nữa, còn từng phát động hắc ám náo động, cùng với thánh thể đại thành có một đoạn ân oán tình cừ. Một vị chí tôn cổ đại tự nói ra ẩn tình trong đó. Điều này thật sự khiến người ta càng rúng động hơn. Chủ nhân của Tiên Lăng Mộ lai lịch thật sự quá lớn, quá mức kinh người, thân là Trường Sinh Thiên Tôn của thời đại thần thoại cũng thôi đi, không ngờ lại còn từng là chủ nhân địa phủ, quả thực khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Cái này, rất nhiều người đều nói không ra lời. Quá mức phi phàm, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Có lời đồn đãi, thánh thể lúc tuổi già sẽ phát sinh bất tường, sinh ra thi mao đáng sợ, điều này dĩ nhiên là sự thật. Tuy nhiên, vị thánh thể đại thành này dường như khắc chế được, vẫn giữ được thần thức thanh tĩnh. Ngoại trừ Trường Sinh Thiên Tôn, năm vị chí tôn còn sống khác đều dựng thân trên con đường thành tiên, không có dấu hiệu hóa đạo, đều đang đau khổ chống đỡ, không cam lòng ngã xuống. Vì sao, ta cảm giác tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời còn chưa kết thúc, những chí tôn này. Có lão đại thánh kinh sợ nói, rồi sau đó lập tức im bặt. Đi, rời khỏi nơi này mau. Có một vị chuẩn đế cảm giác sợn tóc gáy, trước tiên xé rách vũ trụ, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều nhích động, cảm ứng không hiểu trước đây lại xuất hiện, luôn cảm thấy thiên địa này sắp có biến cố lớn, nhất là địa phương này luôn làm cho bọn họ sợn tóc gáy. Ở vực ngoại, một cái đỉnh phong cách cổ xưa đang tới gần, từ chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi bay tới, trên cái đỉnh đồng xanh đầy rỉ sét loang lổ. Trên thực tế, đã sắp không còn hình dạng cái đỉnh, là từ mảnh nhỏ hợp lại mà thành, còn thiếu hơn phân nữa, chung quanh còn trống hoác. Nếu Diệp Phàm có mặt chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ, đây là cái đỉnh đồng xanh của Đế Tôn lưu lại, mà lại còn có hơn 1/3 như vậy, dường như còn nhiều mảnh hơn cái đỉnh của hắn nắm giữ. Chủ nhân Tiên Lăng Mộ, Trường Sinh Thiên Tôn. Cuối đời của ngươi đã tới rồi, ngươi là một tội nhân không thể tha thứ của thiên đình. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào rống, chấn động thiên địa. Cái đỉnh đồng xanh phát ra hào quang rực rỡ, lay động ra tia sáng sáng lạng trực tiếp xé mở hư không, hoàn toàn sống lại đánh vào con đường thành tiên, chìm sâu vào hang động hỗn độn. Không phải vì thành tiên mà đến, đây là chặn đánh đứt đoạn con đường thành tiên, diệt sát Trường Sinh Thiên Tôn chủ nhân của Tiên Lãng Mộ. Một đám được xưng là người của thần, là tộc đàn còn sót lại của thiên đình. Có người nói nhỏ, mọi người đều không nghĩ tới, tổ chức thần lại có nắm giữ 1/3 cái đỉnh đồng xanh, ngày nay không tiếc cái giá phải trả đánh ra, muốn đánh đứt đoạn, tiên lộ diệt sát chủ nhân của Tiên Lăng Mộ. Điều này quá mức rung động lòng người. Tiên khí sức mẻ kia đang thiêu đốt, là dấu hiệu báo trước muốn tự bạo. Quá mức kinh người. Đây là không tiếc hết thảy cái giá phải trả để tiêu diệt Trường Sinh Thiên Tôn, đó phải là mối cừu hận lớn biết bao. Nếu không vì ngươi, thiên đình đâu có tan vỡ. Đế Tôn cũng hơn phân nửa sẽ thành công. Tội nhân của muôn đời, đừng kéo dài hơi tàn, từ đó tuyệt mệnh đi. Có thể nghĩ mà biết, bọn họ chờ đợi cơ hội này cũng không biết đã bao nhiêu vạn năm. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.